Chiều ngày 3 tháng 5, hai vợ chồng cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang cùng con nhỏ quay trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Do đường núi quanh co, dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên đã rơi xuống vực sâu. Do vết thương quá nặng, cô đã không qua khỏi, chồng và con của cô bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ đau thương mất mát với gia đình cô Yến, ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn và thăm hỏi đến gia đình cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng. Bộ trưởng cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cô, của gia đình và đồng nghiệp của cô cho sự nghiệp giáo dục. Bộ trưởng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, Công đoàn Giáo dục Hà Giang, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương cần quan tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô giáo sớm ổn định cuộc sống, động viên hỗ trợ các đồng nghiệp của cô giáo tại trường mầm non Đường Thượng yên tâm công tác. Ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an thành phố Cao Lãnh phối hợp với Công an phường Mỹ Phú bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lê Thành Duy, tên thường gọi Nhí, sinh năm 1981, ngụ phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Duy có quan hệ tình cảm với chị Dê, ngụ huyện Cao Lãnh, dù cả hai đã có gia đình riêng. Trong những lần hẹn hò, Duy sử dụng điện thoại quay lại những cảnh ân ái với chị này. Khi anh Tê, chồng chị Dê phát hiện và cấm chị liên lạc với Duy, thì từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023, Duy nhiều lần điện thoại cho anh Tê, đe dọa nếu không đưa tiền sẽ phát tán đoạn clip lên mạng xã hội. Anh Tê đồng ý đưa cho Duy 6 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 5, đối tượng Duy tiếp tục tống tiền nên anh Tê báo cho Công an thành phố Cao Lãnh. Chiều ngày 5 tháng 5, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Phú, lực lượng Công an ập vào bắt quả tang khi Duy đang nhận số tiền 7 triệu đồng. Ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 29 tháng 4 tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Theo đó, 7 bị can gồm Phan Chí Tùng, sinh năm 1997, Hồ Tấn Lợi, sinh năm 1987, Nguyễn Tiền Giang, sinh năm 2000, Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1989, Nguyễn Kỳ Thoại, sinh năm 1995, Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1988, cùng ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, và Đặng Văn Hoàng, sinh năm 1988, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Theo kết quả điều tra, nạn nhân là D, sinh năm 1989, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Trước đó, Giang nhờ D giới thiệu đi làm tàu biển. D đồng ý và cho Giang tạm ứng trước số tiền công là 12,5 triệu đồng. Nhưng Giang không đi làm như đã cam kết, mà đi làm tàu biển cho một chủ tàu khác. Sau khi trở về đất liền, Giang có đem trả lại số tiền cho D và trả thêm 2,5 triệu đồng coi như lãi suất. D không đồng ý mà đòi lãi suất cao hơn nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều lần cự cãi và hăm dọa của đôi bên, nhóm các đối tượng trên quyết định mang theo dao tự chế và súng bắn pháo để tìm đến nhà D giải quyết. Hậu quả, D cùng thành viên trong gia đình bị chém trọng thương, riêng D bị thương nặng nên tử vong trên đường đi cấp cứu. Trưa ngày 6 tháng 5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi trong giữ xe, địa chỉ số 3537 Trần Quốc Hoàng. Ngay sau khi phát hiện, người dân và chủ cơ sở đã dập lửa nhưng bất thành, xin chi viện lực lượng cứu hỏa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu có khoảng 5 ô tô và một số xe máy bị ảnh hưởng. Khu vực cháy là bãi trông giữ phương tiện tự phát, có diện tích khoảng 200m2. Ngày 6 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng, gồm Lê Hoàng Minh, 44 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên thành viên ban kiểm soát quỹ tín dụng Long Bình và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can. Nguyễn Minh Liệt, 64 tuổi, ngụ khóm 5, phường 7, thành phố Trà Vinh, nguyên giám đốc quỹ tín dụng Long Bình. Đồng Minh Toàn, 44 tuổi, ngụ khóm 3, phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng Long Bình. Phan Thị Ngọc Vệ, 56 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên phó giám đốc quỹ tín dụng Long Bình. Kết quả điều tra từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng với 10 hồ sơ, gây thiệt hại 6,7 tỷ đồng cho quỹ tín dụng. Đối tượng Liệt cho vay không đúng đối tượng,
hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên quỹ tín dụng, vi phạm điều kiện vay vốn, không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay với số tiền trên 8 tỷ đồng. Đối tượng Toàn cũng đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng. Bà Vệ ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Liên quan vụ truy bắt đối tượng mang xăng đốt sảnh chung cư Phú Hoàng Anh, ngày 6 tháng 5, Công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai với nghi can gây ra vụ việc. Nghi can là một người phụ nữ và người này bị bắt vào lúc gần 3 giờ cùng ngày. Thời điểm trên, người phụ nữ tiếp cận sảnh của chung cư Phú Hoàng Anh, khu vực giếng trời block AB, rồi đổ xăng châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, người phụ nữ bỏ chạy ra đường lên xe tẩu thoát. Đúng lúc này, trinh sát công an mật phục cùng bảo vệ khống chế đưa người này về trụ sở. Lực lượng chức năng đã chữa cháy dập lửa. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên phía công an chưa cung cấp danh tính và đang tiếp tục mở rộng điều tra mời làm việc với một số người có vai trò đồng phạm. Ngày 6 tháng 5, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy bắt đối tượng sát hại bà Y, sinh năm 1974, ngụ huyện Củ Chi, trong vườn trái cây trên địa bàn. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 5, chủ vườn trái cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đi thăm vườn thì phát hiện bà Y nằm tử vong dưới mương nước. Người thân bà Y cho biết bà sống cùng ba người con trai cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 4 km. Bà thỉnh thoảng có đi phụ buôn bán với một số người để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Công an xác định bà Y bị đâm nhiều nhát trên người dẫn tới mất máu tử vong.